Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận có 18 hồ nhỏ xung quanh Hồ Tây, trong đó khoảng 20,5 ha diện tích mặt nước có thể trồng sen. Năm 2024, quận Tây Hồ sẽ thí điểm trồng sen trên 7,5 ha, 13 ha còn lại sẽ được triển khai những năm tiếp theo do một số hồ đang cải tạo. Đầu tháng 3, các hộ dân sẽ bắt đầu ươm, tháng 4 đặt xuống hồ để tháng 6 có hoa sen. Ông Khuyến đánh giá, trồng sen không mang lại hiệu quả kinh tế cao, mất nhiều công sức, tạo nên các thành phẩm có giá trị, nên rất mong các hộ dân thực sự nhiệt huyết yêu nghề. Theo đại diện Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, việc khôi phục trồng sen Hồ Tây là mong muốn, quyết tâm của các bên. Nếu việc thí điểm thành công, trung tâm sẽ đề xuất nhân rộng mô hình cho năm sau. Do thổ nhưỡng khí hậu đặc biệt là nguồn nước Hồ Tây đã tạo nên giống sen quý ở đây, nổi tiếng từ hàng trăm năm qua.